Khen ngợi công đức Như Lai thù thắng rồi, bảo các Bồ Tát và Thiện Tài rằng: Bồ Tát Phổ Hiền khen ngợi tán thán công đức thù thắng của Như Lai. Thế nào gọi là Như Lai? Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. Tất cả chư Phật trước kia có rất nhiều danh hiệu, vì quá nhiều nên con người không dễ gì nhớ hết. Mới giảm xuống còn 10.000 danh hiệu. 10.000 danh hiệu vẫn không dễ gì nhớ hết được, lại giảm xuống còn 1.000 danh hiệu. 1.000 danh hiệu vẫn còn quá nhiều, bèn giảm xuống còn 100 danh hiệu. Vì chúng sinh sức nhớ không tốt, cho nên cuối cùng giảm xuống còn 10 danh hiệu. Chữ Như của Như Lai nghĩa là bất động, tức là tĩnh. Lai nghĩa là động, nghĩa là trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Như Lai là thừa đạo, như thực. Đây là tĩnh. Lai thành chánh giác. Đây là động. Tuy trên danh xưng có động, có tĩnh, nhưng bản thể của Phật thì chẳng động, chẳng tĩnh. Động tĩnh không hai. Động tức là tĩnh, tĩnh tức là động. Phải nói như thế nào đây? Vì động là từ trong tĩnh sinh ra, mà tĩnh là do động hiển ra. Cho nên động tĩnh không hai gọi là Như Lai. Bồ Tát Phổ Hiền ở tại một phẩm trước tán thán công đức Như Lai hơn hết tất cả công đức, vì tất cả công đức không bằng được công đức của Như Lai, dù có nói cũng nói không hết được, khen ngợi cũng khen ngợi không hết được. Tuy nói không hết, khen ngợi không hết, nhưng Bồ Tát Phổ Hiền dùng hạnh nguyện rộng lớn của Ngài để khen ngợi công đức thù thắng của Như Lai. Thế nào gọi là công đức? Công thì phải lập, đức thì phải làm. Thế nào gọi là lập công? Ví như trong một trường học có một vị thầy giáo tận tâm tận sức đối với trường học, dạy học hết mình và còn làm những công việc khác, đây tức là công. Đức là làm việc có lợi ích đối với tất cả mọi người, giúp người không cần đền đáp, thi ân bất cầu báo, đây tức là đức. Đức có phân ra đức lớn và đức nhỏ. Chẳng phải nói làm đức phải làm lớn, còn đức nhỏ thì không làm. Thế nào gọi là đức nhỏ? Nghĩa là đối với người khác có lợi ích rất nhỏ cũng phải làm. Bạn làm được nhiều rồi thì tánh đức sẽ tự nhiên lớn lên. Nếu bạn không làm thì vĩnh viễn sẽ chẳng có đức. Do đó, đạo thì phải hành, tu đạo là phải tu hành, chẳng phải chỉ nói suông tu đạo bằng cái miệng, suốt ngày đến tối nhớ tu đạo mà chẳng chịu tu hành. Đây gọi là khẩu đầu thiền mà thôi, chẳng có ích gì. Đức thì phải làm, đức thì phải đi làm, chẳng làm thì sẽ không có đức. Cho nên nói, đạo thì phải hành, không hành sao gọi là đạo? Đức thì phải làm, không làm sao có đức? Công đức của Như Lai không thể nào tán thán khen ngợi hết được. Bồ Tát Phổ Hiền khen ngợi công đức của Như Lai rồi, báo hết thảy vô lượng, vô biên các Bồ Tát trong Pháp hội Hoa Nghiêm và Thiện Tài đồng tử. Chữ các có thể nói là rất nhiều, cũng có thể nói là rất ít. Giảng về chữ nghĩa thì
có thể là nhiều, cũng có thể là một. Khi làm lời trợ từ thì trợ giúp ngữ khí, đó tức là một vị Bồ Tát. Chứ theo nghĩa chữ cát thì đó là số rất nhiều, nhiều tức là cát, cũng tức là rất nhiều, rất nhiều Bồ Tát. Trong Hoa Nghiêm Hải Hội không thể nói về chữ một. Tại sao? Vì Bồ Tát có nhiều vô lượng số mục. Thực tài tuy là đứa trẻ, nhưng thần thông diệu dụng của Ngài rất lớn, không thể nghĩ bàn. Thiện tài đồng tử có 53 vị sư phụ, đối với Phật giáo Trung Quốc có ảnh hưởng rất phức tạp. Phức tạp như thế nào? Phật giáo đồ đều học theo, giống như thiện tài đồng tử nói. Thiện tài đồng tử có 53 vị sư phụ, còn tôi ít nhất cũng phải có 10 vị, 20, 3, 10 vị sư phụ. Đây chẳng phải là quá nhiều chăng? Hành vi này là mê tín nhất, không đúng đắn nhất. Tôi rất phản đối về chuyện này. Chẳng phải tôi sợ đệ tử của tôi bỏ tôi đi, tìm một vị thầy khác làm sư phụ, mà đây là một thứ phong khí và tập quán xấu nhất trong Phật giáo. Tại sao thiện tài đồng tử có 53 vị sư phụ mà chẳng xấu nhất? Còn ở Trung Quốc lại 3-4 vị sư phụ thì là xấu nhất. Phàm việc gì cũng đều có đạo lý của nó. Thiện tài đồng tử có tới 53 vị sư phụ là do vị sư phụ đầu tiên của Ngài dạy Ngài, đi lại vị sư phụ thứ hai làm sư phụ, chứ chẳng phải Ngài tự nghe nói người nào đó có đạo đức. Bèn trình rập chẳng nói với sư phụ mà tự ý đi lại một người khác làm sư phụ. Như thế gọi là lại một vị sư phụ, trái một vị sư phụ. Trái nghĩa là làm trái. Nếu bạn đối tốt với sư phụ thì tại sao phải làm trái ý sư phụ? Giống như chúng ta có một người cha là đủ rồi, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể làm người cha thứ hai của chúng ta. Chúng ta không thể đi tìm 7-8 vị sư phụ nhiều như thế. Sư phụ là cha mẹ pháp thường xuất thế của chúng ta. Vậy bạn lại nhiều sư phụ như thế để làm gì? Thiện tài đồng tử học hết sự học vấn đạo đức, thần thông diệu dụng của vị sư phụ đầu tiên của Ngài. Sư phụ của Ngài đã không còn gì có thể dạy Ngài, bèn kêu Ngài đi về hướng Nam, đi tìm người đó làm sư phụ. Do đó, Ngài mới lại một vị sư phụ khác làm sư phụ. Rồi Ngài học hết bản lãnh và tất cả năng lực của vị đó, rồi vị sư phụ đó lại giới thiệu cho Ngài đi về hướng Nam, lại một vị tôn giả khác, một vị Bồ Tát khác, hoặc một vị tỳ kheo khác làm sư phụ. Nói, đạo nghiệp của Ngài rất cao so với con. Đó là sư phụ của Ngài kêu Ngài đi lại sư phụ, chứ chẳng phải Ngài tự ý đi lại vị khác làm sư phụ. Như vậy, cho đến vị sư phụ thứ 53, Ngài hoàn toàn học tập hết thần thông diệu dụng, vận dụng tự tại của các vị đó. Cho nên, thần thông diệu dụng của thiện tài đồng tử rất là rộng lớn. Chúng ta đừng xem Ngài là một đứa trẻ, bản lãnh của Ngài rất lớn. Người Trung Quốc do thọ ảnh hưởng của việc này, họ cũng đi các nơi loạn lạy, những vị khác làm sư phụ, lạy xong một vị lại lạy thêm một vị. Đây gọi là làm bại hoại, bại loại của Phật giáo. Cho nên lúc tôi ở tại Trung Quốc và Hương Cảng, và người nào đã thọ quy y Tam Bảo rồi lại muốn quy y với tôi
thì tôi không thu nhận họ. Tại sao? Vì tôi cho rằng họ là bại loại của Phật giáo, vì chẳng phải sư phụ của họ kêu họ đến, mà là họ làm trái với sư phụ của họ. Quy y chỉ có thể quy y một lần, còn thọ giới thì có thể thọ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, bát quan trai giới, hoặc giới Bồ Tát, mười giới, trọng 48 giới kinh. Không thể lại vị sư phụ này, rồi lại vị sư phụ kia. Đến khi bạn chết rồi, thì rốt ráo bạn theo vị sư phụ nào? Căn bản không chỗ nào để quay trở về, vì bạn có quá nhiều sư phụ. Chúng ta ở trong Phật giáo là nói đạo lý. Ở Trung Quốc có rất nhiều Phật tử quy y rất nhiều lần. Bạn hỏi họ, cứu kính quy y là gì? Họ sẽ trừng mắt, chẳng nói được lời nào. Quy y cả chục lần, thậm chí cả trăm lần mà chẳng biết quy y là gì. Bạn nói có đáng thương xót chăng? Họ nói tất cả những người xuất gia đều là sư phụ của họ. Nhưng tôi nói họ một vị sư phụ cũng không có, vì tâm họ chẳng tin, thì làm sao có thể cứu được? Không tin thì không thể cứu được, tâm phải tin thì mới có thể cứu được. Ở Trung Quốc, giữa những vị xuất gia bất hòa với nhau cũng là vấn đề này. Đệ tử của vị thầy này chạy đến vị thầy khác, trong vô hình biểu thị vị thầy có thiếu đạo đức. Do đó, hai vị thầy sinh ra ý kiến bất hòa, gây gỗ, lửa trong vô minh bùng phát, như một số thầy ở Trung Quốc là do đệ tử tranh đấu như lửa với nước, không tương dung với nhau. Vì đệ tử lén đi quy y, bạn sợ tôi cướp đệ tử của bạn, tôi cũng sợ bạn cướp đệ tử của tôi. Tuy thiện tài đồng tử chiếm địa vị rất quan trọng ở trong Kinh Hoa Nghiêm, nhưng ảnh hưởng rất phức tạp đối với Phật giáo Trung Quốc. Vị thầy biết rõ thu nhận đệ tử của người khác là không đúng, không hợp pháp, mà tại sao vẫn muốn thu nhận? Tức là vì phan duyên, một lần thu đệ tử thì sẽ có một bao đỏ lì xì. Người ta cúng tiền, cũng vì tiền mà tâm của vị thầy dao động. Rõ ràng biết là không đúng mà cũng làm. Bạn nói đây có phải rất phức tạp chăng? Tại sao vậy? Thứ nhất là vì làm đồng tử, thứ hai là vì làm thiện tài. Vì thiện tài mà làm tâm người dao động, tài có tốt chăng? Hơn nữa, tiểu đồng tử này có rất nhiều tiền, hóa duyên tiền, là người tu đạo bị dao động, biết rõ là việc không đúng, lại muốn làm. Đây là tập khí xấu nhất trong Phật giáo. Tôi hy vọng Phật giáo nước Mỹ từng có tình hình này phát sinh. Nếu muốn quy y, thì lúc ban đầu nên đi tìm một vị thầy tốt. Sau khi quy y rồi, thì đừng làm trái ý, đừng phản bội vị thầy mình quy y. Thiện tài đồng tử có 53 vị sư phụ, cũng làm ảnh hưởng đến Phật giáo Trung Quốc, có phong khí không đúng đắn để mê tín. Phật giáo ở nước Mỹ lúc còn chưa phổ biến thì đừng có lưu hành thứ ma bệnh này, đừng có làm cho người khác có thứ ma bệnh này. Ví như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo rửa tội chỉ là một lần thôi, không thể nói lần này rửa chưa sạch lại rửa lần nữa, rửa tới rửa lùi vẫn là một người. Trong Phật giáo cũng không cần phải quy y một lần rồi lần khác nói rằng tôi quy y lần đầu đại khái Phật không biết, cho nên tôi quy y lần thứ hai. Nếu lần đầu bạn quy y mà Phật không biết, thì lần thứ hai, lần thứ ba, ngàn vạn lần Phật cũng không biết. Tại sao vậy? Vì Phật chẳng phải có đó ngủ, chẳng nhìn thấy bạn quy y. Phật là một vị đại giác, chỉ cần trong tâm bạn nghĩ
chân chánh quy y Phật thì Phật đã biết rồi. Cho nên nói, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Nếu bạn nói Phật chẳng biết thì bạn vốn chẳng tin Phật, vốn cũng chẳng quy y. Như vậy thì dù bạn có quy y mấy ngàn lần cũng chẳng có ích gì. Khi bạn quy y rồi thì nhất định phải tôn sư trọng đạo, phải cung kính đối với sư phụ. Tôi nói đạo lý này chẳng phải muốn đệ tử quy y với tôi, cung kính tôi, vì tôi cảm thấy họ đối với tôi đã rất cung kính rồi. Phàm là người quy y rồi, nên nhớ đừng có làm trái ý hoặc bất kính thầy mà mình quy y. Bất kính với sư phụ là sẽ đọa địa ngục. Đọa địa ngục là gì? Như trong kinh Địa Tạng có nói về địa ngục thiên đào, đệ tử không hiểu thuận, không hiếu thuận với sư phụ thì sẽ đọa vào địa ngục này. Có những đồ đệ chẳng hiếu thuận với thầy, chẳng nghe lời thầy dạy, tự mình muốn làm gì thì làm, chẳng những chẳng thuận với thầy mà còn phỉ báng thầy, mắng thầy, thậm chí đánh thầy, giết thầy, cho thầy uống thuốc độc, dùng đủ thứ phương pháp để hại thầy. Những việc này đã từng xảy ra. Các vị đừng có cười, trên thế gian này chúng sinh vì loại gì cũng có. Ví như ngồi ghế của sư phụ, chơi đùa bắt chén của sư phụ cũng là phạm lỗi, trừ khi sư phụ kêu bạn làm thì bạn mới làm. Sư phụ chẳng kêu bạn làm thì bạn đừng có tự ý đi làm, vì như thế sẽ phạm lỗi. Sự việc quan trọng, rất quan trọng. Sự việc quan hệ này rất quan trọng, và tất cả mọi thời mọi nơi đừng có phỉ báng sư phụ, đừng có nói chuyện đàm luận sau lưng sư phụ. Đây cũng là phạm lỗi khẩu nghiệp, phạm tội nghiệp. Thiện nam tử, công đức của Như Lai, giả sử tất cả chư Phật mười phương trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, diễn nói liên tục cũng không hết được. Nếu muốn thành tựu môn công đức này thì nên tu mười hạnh nguyện rộng lớn này. Đoạn kinh văn này nói về công đức của Phật, nói cũng không hết được. Thiện nam tử là người đã quy y Tam Bảo, đã thọ năm giới và tu trì mười điều lành. Hiện tại tôi nói với các vị, công đức của Như Lai, giả sử tất cả chư Phật mười phương trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Dù có trải qua thời gian lâu dài, nhiều như số hạt bụi, diễn nói công đức của Như Lai, liên tục không ngừng, cũng nói không hết được. Phật có vô lượng vô biên công đức nói không hết được. Phải chăng chỉ có Phật mới có công đức này? Một số chúng sinh chẳng có phần chăng? Chẳng phải Phật giáo là bình đẳng nhất, mà còn tuyệt đối chẳng chuyên chế độc tài. Phật giáo nói là ai ai cũng đều có thể thành Phật. Chẳng những mọi người có thể thành Phật, mà tất cả chúng sinh phi, tìm, động, thật, bay trên trời, ở dưới nước, tất cả động vật, thực vật, cây cối, hoa cỏ, noãn thai, thấp hóa, bốn thứ sinh, 12 loài chúng sinh đều có thể thành Phật. Chẳng phải nói chỉ có thể tôi thành Phật, còn bạn thì không thể thành Phật. Cũng chẳng giống như những tôn giáo khác, chỉ có tôi là một vị thần chân thực, còn những kẻ khác đều là giả. Chỉ sợ bạn chẳng thành Phật. Nếu bạn thành Phật, tức là Phật thật, chẳng phải là Phật giả. Hết thảy chư Phật đều là thật, hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật thật. Chẳng phải nói chỉ có tôi thành Phật, còn bạn thì không thể thành Phật. Thứ giáo nghĩa này quá nhỏ, chẳng nói chỉ có tôi một vị chân thần, những người khác đều là giả, chỉ có một vị thần
thì có ý nghĩa gì chứ? Như vậy thì biến thành thần cô độc. Phật có rất nhiều Phật. Phật đạo đồng, chẳng có khác biệt. Chúng ta, tất cả chúng sinh, muốn thành tựu công đức của Phật, thì nên tu 10 hạnh nguyện rộng lớn. 10 hạnh nguyện rộng lớn này, nếu chúng ta tu hành thành công, thì sẽ đắc được công đức của Phật. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.